Thái độ quyết định thành công của bạn. Bất cứ ai trong chúng ta cũng khao khát có được một cuộc sống đầy cảm hứng, hạnh phúc và thành công. Tuy nhiên, để đạt được những gì bạn thật sự mong ước, tất cả đều phải xuất phát từ việc bạn nhận ra sự quan trọng và tìm được cho mình một thái độ sống thông minh và tích cực nhất. Một thái độ sống tích cực sẽ giúp bạn luôn lạc quan, yêu đời, tự tin để nhẹ nhàng lướt qua mọi gian nan, thử thách trong cuộc sống. Ngược lại, một thái độ sống tiêu cực sẽ đóng chặt bạn vào những suy nghĩ, cách nhìn phiến diện, vị kỷ, tự ti, đau khổ và dễ dàng dẫn đến thất bại, bất hạnh. Thái độ sống của bạn ảnh hưởng tới mọi khía cạnh trong cuộc sống và quyết định đến kết quả của mọi việc mà bạn làm. Chúng ta ai cũng ít nhất đôi lần mắc phải những sai lầm, gặp thất bại hay ở một trạng thái tinh thần chán nản tồi tệ, nhưng không vì thế mà chúng ta mãi bị ám ảnh, dây dứt và không bao giờ dám tin mình sẽ khác đi hay không dám làm một điều gì cả. Chính thái độ sống của chúng ta sau những va vấp ấy sẽ quyết định liệu chúng ta có cho phép mình trượt dài trên những thất bại triền miên hay sự va vấp ấy sẽ chính là một cơ hội, một bài học, một trải nghiệm quý báu để chúng ta vươn lên, vững vàng và hoàn thiện hơn. Attitude is everything for success, một cuốn sách nổi tiếng và được bạn đọc trên thế giới đánh giá cao với lượng phát hành hàng triệu bản của tác giả Kate Harrell, sẽ mang lại cho bạn những lời khuyên bổ ích, thiết thực và những câu chuyện sống động. Những ví dụ minh họa có thật, những cảm nhận nội tâm sâu sắc được thể hiện với một bố cục rõ ràng và lời bắt vị trí trong sáng. Đây là kết quả mà Katie Harrell cũng biết được hơn sau hơn 20 năm tâm huyết làm công việc thuyết trình, nói chuyện và tư vấn cho hàng trăm ngàn người trong các doanh nghiệp tổ chức. Cuốn sách này chứa đựng 30 vấn đề then chốt mà những người muốn thành đạt luôn quan tâm và vận dụng một cách thật hữu ích trong cuộc sống của họ. Bất cứ khi nào bạn nhận thấy mình đang hối sức, thiếu niềm tin hay mất phương hướng trong một cuộc sống thì cuốn sách này sẽ rất cần thiết đối với bạn. Từng trang sách sẽ là lời giải đáp, là nguồn cảm hứng, là động viên tinh thần lớn lao của bạn, những công cụ bằng lời hữu ích nhất. Thế hơn thế nữa, mỗi ngày bạn đều hướng mình đến những lời lẽ khích lệ, động viên thì thái độ sống của bạn cũng dần dần được cải thiện theo hướng tích cực. Những điều này sẽ trở thành nguồn động lực giúp bạn có một cuộc sống hạnh phúc, thành công với những tư duy, những ý tưởng mới mẻ thể hiện qua từng suy nghĩ, từng hành động cũng như những ứng xử của bạn. Đây là một cuốn sách mà bạn sẽ muốn và nên đọc đi đọc lại nhiều lần khi bạn nói những ngôn từ tích cực, tin rằng mình sẽ làm được và hành động với một quyết tâm cao. Để vươn tới những điều mình hằng mong ước, bạn sẽ khám phá ra một điều, một thái độ là tất cả, là chìa khóa mở rộng mọi cánh cửa của bạn tới thành công, cuộc sống và hạnh phúc cho bạn. Về tác giả Katie Harrell, Katie Harrell là một thuyết trình rất nổi tiếng với những bài nói chuyện sâu sắc, lôi cuốn, mới lạ và đầy bổ ích bằng một thông điệp rất đơn giản nhưng đầy sức mạnh. Thái độ sống là tất cả. Lớn lên tại thành phố Seattle, Washington, ban đầu ông mơ ước trở thành một vận động viên bóng đá chuyên nghiệp. Mặc dù giấc mơ đó không thành hiện thực, nhưng sau cùng thời báo The Wall Street Journal đã đánh giá ông như một ngôi sao rực sáng về thái độ sống. Chính niềm đam mê mạnh mẽ và một thái độ sống tích cực không bao giờ sụt giảm đã khiến ông trở thành một thuyết trình gia được vượt trội. Là chủ tịch của tập đoàn Harrell Performance Systems, ông đã sáng lập ra một công ty chuyên giúp những người làm việc trong môi trường kinh doanh duy trì và đạt được mục tiêu của họ. Nhờ sức mạnh của thái độ sống tích cực, ông là một thuyết trình gia, là một huấn luyện và là một nhà tư vấn chuyên nghiệp. Nhiều tập đoàn hàng đầu của Mỹ như AT&T, Microsoft, Kodak
IBM, Coca-Cola và vân vân, là những khách hàng thường xuyên của ông. Những bài nói chuyện của ông thường tập trung vào những cách đối đầu với cách thức nảy sinh trong cuộc sống nội tâm của con người. Những biến cố bất ngờ, những thay đổi của môi trường sống trên cơ sở thấu hiểu sức mạnh tinh thần của con người. Hero tốt nghiệp cử nhân ngành tư vấn cộng đồng tại Đại học Seattle trước khi làm việc 4 năm với IBM. Tại IBM, ông được công nhận là một trong những chuyên viên đào tạo và huấn luyện kinh doanh giỏi nhất của công ty. Năm 1997, ông được nhận bằng thuyết trình gia chuyên nghiệp từ Hiệp hội Thuyết trình viên Quốc gia NSA. Năm 2000, ông vinh dự là một trong những người được ghi tên vào tòa nhà danh dự của NSA. Một phần thưởng trọn đời. Một phần thưởng trọn đời dành cho những thuyết trình gia xuất sắc của nước Mỹ, và một trong những công ty thuyết trình nổi tiếng của Mỹ đã đưa ông vào danh sách 22 diễn giả tâm lý xuất sắc nhất. Tâm sự của tác giả. Giá trị của cuốn sách này đối với bạn. Cuốn sách này gồm 30 điều, tương ứng với 30 ngày trong mỗi tháng. Nếu muốn, bạn có thể bắt đầu từ ngày thứ nhất, hoặc bạn có thể chọn bất kỳ điều nào bạn thấy phù hợp với tâm trạng hiện tại của mình. Dù bắt đầu từ đâu đi chăng nữa, thì ngay sau khi đọc những trang sách này, bạn sẽ bừng sáng một điều rằng đã đến lúc mình cần phải thay đổi thái độ sống và cuộc sống của mình sẽ khác đi. Hãy nói những ngôn từ tích cực. Những ngôn từ bạn sử dụng hàng ngày đều phản ánh một phần nào đó cuộc sống hiện thực và ước mơ của bạn. Có lẽ lâu nay bạn vẫn chưa nhận thức được hết sức mạnh của những ngôn từ mình sử dụng. Dù là ngôn từ dùng trong giao tiếp hay khi bạn độc thoại với chính mình, thì những lời bạn nói cũng sẽ định hình nếp suy nghĩ và con người bên trong bạn. Trong khi những lời nói tích cực có tác dụng khích lệ, tích thêm sức mạnh và nghị lực cho bạn, thì những lời nói mang tính tích cực sẽ chỉ khiến bạn thêm hài lòng với mình. Chúng có thể nhấn chìm ý chí, sự tự tin, lòng can đảm còn lại trong bạn. Đồng thời, chúng sẽ tạo nên những rào cản, trở lực với bạn đạt được mục tiêu của mình. Những ngôn từ tích cực có sức ảnh hưởng rất tốt đến với bạn, đánh thức và khơi dậy nguồn cảm hứng tiếp theo lòng can đảm, bồi dưỡng, bồi bồi sức mạnh nội tâm và chữa lành một vết thương. Ngược lại, những ngôn từ tiêu cực lại có thể có sức tàn phá ghê gớm cảm xúc và tâm trạng hướng đến sự thành công của bạn. Chúng làm chuồn bước mọi suy nghĩ, giới hạn mọi khả năng của bản thân và hủy hoại sự tiến bộ vươn lên của bạn. Nó làm cho cuộc đời bạn cứ mãi bị trói chặt, luẩn quẩn và bế tắc trong những suy nghĩ chật hẹp, trong cái nhìn bi quan tiêu cực hiện diện. Mỗi chúng ta đều có quyền được mơ ước và nuôi dưỡng những khát vọng của riêng mình. Tất nhiên, đó phải là những ước mơ thực tế phù hợp với năng lực của bạn. Chắc bạn từng có lúc rất muốn làm một điều gì đó, nhưng đến tận bây giờ bạn còn chưa thể thực hiện được. Chẳng hạn như trường hợp của Barbara, một phụ nữ mà tôi quen biết. Cô nói với tôi rằng từ lúc là còn một cô bé, cô ấy đã rất yêu mến các con vật và từng mơ ước trở thành một bác sĩ thú y. Tuy nhiên, để thi đậu vào trường thì cô cần phải học tốt môn toán. Thế nhưng đối với cô, đã từ rất lâu, toán học dường như là một điều gì đó thật bí ẩn và không tài nào nắm bắt được. Càng ngày, Barbara càng cảm thấy ngán ngẩm, chán nản với những giờ học toán. Cô cảm thấy mình không thể theo kịp bạn bè, thế là Barbara quyết định từ bỏ ước mơ của mình, chuyển sang thi vào ngành báo chí, một ngành môn toán không còn là áp lực mà là nỗi sợ hãi đối với cô. Barbara đã không thể trở thành một bác sĩ thú y như cô mong ước, bởi cô quyết định rằng mình không thể học tốt môn toán. Trong tiềm thức của cô luôn vang một dòng đầy mặc cảm với kết quả môn toán để như thế, nghĩ chắc sẽ bao giờ thi đỗ vào trường đại học Mỹ đâu. Barbara à, vì vậy tốt nhất là mình nên chọn một học một ngành nào khác. Barbara từ bỏ ước mơ của mình sau cô học đề môn toán, hay với những lời từ nhục của cô với chính mình. Giả như Barbara tự tin được bằng những câu nói, nếu thật sự quyết tâm, mình có thể học theo bất kỳ ngành nào, nhất định mình sẽ làm được.
Chắc hẳn khi cô ấy đã tìm đến những người thầy hoặc những quyển sách giúp cô ấy cải thiện khả năng học vấn của mình. Hãy nhớ rằng, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải luôn có niềm tin vào chính bản thân mình. Không nên vội bi quan, càng tự tin, quyết tâm theo đuổi những ước mơ, khát vọng của mình, bạn sẽ tiến đến gần hơn đến cái đích chiến thắng. Có bao giờ bạn tự hỏi nguyên do tại sao đến giờ bạn vẫn chưa đạt được điều mình mong muốn? Phải chăng dù như Barbara, bạn vẫn nghĩ rằng mình không thể? Và nếu một lúc nào đó vì những suy nghĩ tiêu cực như vậy của ngoài, bạn phải làm như thế nào? Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một điều gì đó. Tôi cảm thấy mình đang có suy nghĩ liên quan. Bạn đang nói những lời nói tích cực. Tôi tin rằng tôi sẽ làm được, tôi sẽ vượt qua. Những ngôn từ đó sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn. Nó thẩm thấu, nhập vào hiện hữu trong từng suy nghĩ, từng hành động của bạn. Thưa bạn, chứ không ai khác có quyền lựa chọn và quyết định cuộc sống. Bạn cứ hài lên mặt tiền để lâu chạy đi xe đạp và hay học cách sử dụng mặt tiền xe. Chắc bạn vẫn còn nhớ được cảm giác lúc tự thuộc về, thậm chí còn có chút sợ sệt nữa, phải không? Tuy nhiên, những mơ ước ban đầu ấy nhanh chóng được thay thế bằng các từ thiện quen thuộc. Nếu bạn kiên trì tập luyện, thực hành hàng ngày, trước bao lâu bạn cảm thấy dễ dàng hơn và những thao tác ấy gần như trở thành một bộ sản tự. Cảm giác khi bạn tự động thiên mình bằng những lời tốt đẹp, sử dụng những ngôn từ tích cực trong mỗi giờ, bạn sẽ nhận thấy thái độ sống, cách tư duy, cách nhìn nhận vấn đề của mình đã đem lại một cách sự thay đổi đáng kể trong cuộc sống của bản thân. Và những bài vấp ngã mà không ai chúng ta có thể đánh khỏi đã giúp bạn trưởng thành hơn, tự hoàn thiện mình hơn, chín chắn hơn và rút ra cho mình nhiều hơn bài học quý giá. Những quyết định thành công trong cuộc sống. Hãy biết mình sẽ làm. Tại sao những lời nói tích cực lại có tác dụng tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho chúng ta như thế? Một lời nói cụ thể nào đó, chẳng hạn như một lời khen, sẽ khắc sâu vào tâm trí bạn và những ký ức ấy sẽ là hành trang của bạn theo suốt cả cuộc đời. Chẳng hạn như hồi còn bạn được thầy giáo khen ngợi trước lớp một lần vào bài văn được kiểm tra, hành động của nó mang lại cho bạn cảm giác thật là một niềm tự hào. Hoặc cũng có khi những người bạn cùng lớp không ngớt lời trầm trồ, thậm chí ít nhiều người khinh thị trước khả năng hội họa của bạn. Hay cũng có khi đó là cảm giác phấn chấn khi bạn tham gia một cuộc thi nào đó trở thành một người thắng. Chính việc thường xuyên hồi tưởng về những ký ức đẹp, về những điều người khác đã khen tặng, động viên và cảm giác tự hào hạnh phúc đã từng có sẽ giúp bạn nhớ rằng những điều tuyệt vời đã xảy ra đến với bạn và nếu biết rằng chúng vẫn đang tiếp tục xảy ra đến với bạn thì điều đó sẽ trở thành sự thật với trên đời này một điều nếu đã xảy ra. Bạn sẽ tìm thấy trong cuốn sách này những câu chuyện có thật về những con người thành công và họ là những người rất giỏi vì gì. Điều đó có nghĩa là thành công không phải là điều gì xa xôi, khó mong với. Thành công luôn thuộc về những ai dám tin, biết rèn luyện, trau dồi khả năng của mình với một thái độ sống tích cực. Hãy quyết tâm hành động. Khi những ngôn từ tích cực đã trở thành một phần tính cách của bạn, nó sẽ thôi thúc bạn bắt tay ngay vào làm việc. Từ khi đó, bạn cũng mình đang làm, đang thực thi, đang biến đổi nó, chứ không chỉ đơn giản là đang nghĩ về nó. Bạn hiểu ra rằng, chỉ có khi bắt tay vào những điều mình nghĩ, thì bạn mới có thể tiến gần hơn những mục tiêu, khát vọng thật sự của mình. Chẳng hạn, bạn muốn được đưa lên vị trí trưởng phòng, nếu bạn muốn, bạn phải hành động như thế bạn đã được là cái chức vị trưởng phòng, thì bạn sẽ cống hiến nhiều hơn, nỗ lực làm việc nhiều hơn, luôn khẳng định mình qua công việc và đề xuất thực tế những dự án thiết thực có giá trị cho công ty. Chứng tỏ với cấp trên, đồng nghiệp về khả năng và thực lực của mình, chắc chắn chẳng bao lâu sau, bạn sẽ được thăng chức. Đó là một phần thưởng xứng đáng cho công lao và sự nỗ lực hết mình của bạn. Trong những tình huống sắp trình bày, một vài thông tin quan trọng nào đó, bạn nhất định nghĩ đến những ngôn từ tích cực đã
đồng ý của hai thứ sức mạnh của sự tự tin để biến đổi nỗi sợ hãi dù rè trong bạn thành một cảm giác mạnh mẽ như hiện qua giác vẽ để tự tin của bạn. Hoặc bất cứ lúc nào bạn cảm thấy bị xa rời những ước mơ không có lý tưởng sống thì những câu nói của kể thứ 24 bừng sáng một cuộc sống sẽ giúp bạn tìm ra lời giải đáp tại sao mình đứng trên cõi đời này và mục đích sống của mình là gì. Khi khám phá sức mạnh kỳ lạ của những ngôn từ này, bạn sẽ nhận thấy rằng những lời lẽ ấy sẽ phát huy sức mạnh nội tâm, tiếp theo nghị lực và khơi dậy đột cảm hứng, niềm đam mê trong bạn. Hãy đọc và suy nghĩ. Ai trong chúng ta thường chọn cho mình một câu nói, một hình ảnh để tự động viên trong những khi mất phương hướng, vất vã và đuối sức. Có lẽ với những câu nói ngắn gọn, xúc tích thường lại có sức thuyết phục đến lạ thường vì chúng được đúc kết từ thực tế của cuộc sống. Chúng luôn phản ánh những sự thật thiêng liêng, những chân lý bất di bất dịch. Có khi những câu nói ấy thật vui, thật hồn nhiên, nhưng lại sức thực tế sâu sắc và luôn làm cho chúng ta cảm thấy suy ngẫm. Khi đọc xong cuốn sách này, bạn có thể chọn cho mình những câu nói thật đáng yêu, sức ảnh hưởng của bạn và thường xuyên nghĩ tới câu nói này. Nhưng khi bạn cảm thấy cuộc sống của mình nhàm chán và thiếu sức mạnh tích cực, bạn hãy nhớ lại những câu nói để vẽ ra cho mình một thái độ sống tốt hơn, những ngôn từ đúng đắn, hợp lẽ mà bạn sử dụng mỗi ngày để hướng bạn đến những lối đi đúng đắn trên mọi điểm lệ của cuộc đời, đồng thời giúp bạn tránh được những thất bại, sai lầm và vấp ngã. Nào, chúng ta hãy bắt đầu một ngày mới bằng một thái độ tích cực, sống tích cực nhé.